làm bánh thôi các bạn. Vẽ các hình tròn lên khối xốp. Ai cũng sẽ được ăn bánh nha. Vẽ hình tròn trên giấy xốp lấp lánh và bọc bánh bằng kẹo mềm. Trái tim dễ thương. Làm nến bằng meringue. Thèm quá đi. Cắt bánh ra làm đôi. Nhìn ngon ghê. Làm một lá cờ nha. Trai hay gái? Chúng mình sẽ sớm biết thôi. Bạn có Barbie và Ken đã giúp chuẩn bị bữa tiệc tiết lộ giới tính của em bé. Đây là cặp ba mẹ hạnh phúc. Yeah, chiếc bánh thật là đẹp. Mình muốn ghi lại mọi khoảnh khắc trong hôm nay. Cười lên nào. Great. Chiếc bánh đây rồi. Elsa, bạn nghĩ là con trai hay con gái? Chắc chắn là con trai. Anh yêu nghĩ sao nào? Anh không biết nữa, dù trai hay gái thì cũng là con chúng ta mà. Cha, bạn đã sẵn sàng để biết chưa? Yay! Mình cắt bánh đi. Chiếc bánh nhiều màu quá. Sao chúng ta biết được nhỉ? Trai gái không quan trọng, chúng mình yêu đứa con này. Và giờ thì chụp hình thôi nào, cười lên. Mơ đẹp nha, con sẽ bay đến La Lilu. Hello. Biến cục cưng này thành em bé cầu vồng nào. Phát thảo kích cỡ. Cắt ra nha. May các phần lại. Bộ quần áo mềm này ấm áp quá đi. Trang trí bằng dây nhiều màu. Gắn thêm đá nha. Làm tóc từ ri băng. Trông giống cầu vồng rồi đó. Tạo kiểu nào. Thêm một cái sừng xinh nè. Wow, đứa trẻ này là kỳ lân cầu vồng. Elsa và em bé cầu vồng đi dạo. Ta sẽ làm con vui nha. Để xem làm gì đây ta. Làm sao con làm được vậy? Con có thể làm gì nữa? Cầu trượt cầu vồng. Cả công viên này đã trở thành cầu vồng. Chúng ta đã cùng chơi rất vui. Làm giường ngủ nha. Phát thảo hình một con ngựa. Làm cái củi. Sơn màu trắng. Vẽ mặt lên nào. Tiếp theo là bờm. Nó lấp lánh trong nắng mặt trời. Trang trí giường bằng kim cương giả. Trải chăn. Thêm gối. Kỳ lân cầu vồng sẽ bảo vệ giấc ngủ của con chúng ta. Đã đến giờ ngủ rồi. Ngủ thôi nào con yêu. À, tại sao các con lại như vậy? Hello. Tiếng gì vậy cưng? Bọn trẻ không chịu ngủ. Yeah, những đứa trẻ này là kỳ lân. Chúng cần một chỗ đặc biệt để ngủ. Mình hy vọng sẽ có ích. Đây là một cái củi mới. Wow, nó trông thật tuyệt mà. Thật thoải mái. Mình muốn ngủ ở đây luôn. Này, đến lúc con bạn ngủ trưa rồi. Okay. Được rồi, Shiny ngủ ngon quá. Martha sẽ không ngủ được trên chiếc giường này đâu. Nào, con bé cần một nơi tối tăm hơn. Elsa chăm sóc Shiny nha. Bé cưng, em sẽ chọn con ngựa nào? Đen sao? Hợp đó. Khăn ướt nhỏ hơn. Chuẩn bị tóc nào. Nhìn như giải cực quang vậy. Wow. Làm cho bé bộ quần áo như này.
trang trí bằng dây xích. Thêm sừng đen trên đầu nha. Thêm vòng nè. Martha ma mị hoàn toàn trái ngược với Shiny của chúng ta. Ồ, có ánh sáng ma quái kìa. Con có thích nó không? Hãy nhìn kỹ hơn nào. Ồ, một nơi kỳ lạ. Tiếng ồn này là gì vậy? À, con người. Cả hai chúng ta đều sợ. Để ta giúp ngươi. À, bé ngoan. Bạn nhỏ yêu thế giới này. Ai biết được chúng ta có thể tìm thấy một nơi mà con thích. Yeah. Rồng ơi, bay về nhà nào. Phá vỡ khối xốp. Cắt bỏ phần thừa đi. Giũa các cạnh nha. Đây là một ván trượt nè. Dán giấy xốp lấp lánh lên. Martha sẽ thích màu này. Gắn bánh xe mạnh mẽ vào. Trang trí bằng đinh. Chuỗi và gai làm đẹp hơn. Trang trí thêm cái đầu lâu nha. Một giá đỡ và giỏ ở phía trước. Các em nhỏ sẽ bị sốc lắm. Mình sẽ tự đi. Bạn không thể chạy mà không có mũ bảo hiểm. Mẹ đỡ đầu của Martha rất thích ván trượt. Hi. Mũ bảo hiểm của con ở đâu? Cha, chúng con không có thời gian. Đổi nó đi, an toàn là trên hết. Great. Bây giờ chúng ta có thể luyện tập. Nào, con có thể làm được mà. Tốt lắm. Các cô gái đang tiến bộ. Để ta chỉ cho các con cách trượt. Wow, thật tuyệt mà. Tập luyện chăm chỉ thì các con cũng sẽ chuyên nghiệp như vậy. Yeah. Hộp này được đó. Vẽ đường phát thảo. Giũa các cạnh lại nha. Nhìn đẹp quá đi. Rắc lớp kim tuyến lấp lánh lên nào. Trang trí thêm bằng ren nha. Làm kệ nhựa. Một chú cua dễ thương. Gắn chân nào. Đổ vào một ít hạt nở. Thêm nước. Quá hoàn hảo cho bồn tắm. Đã đến lúc tắm rồi. Nào cháu yêu, có thích bơi không nè? Con thích nước lắm. Nó đầy bọt luôn. Great. Con thích cỡ nào? À, con sợ quá. Làm sao tắm cho con đây? Chuyện gì xảy ra vậy? Shiny sợ bồn tắm lớn. Con bé cần bồn tắm nhỏ hơn. Con nghĩ sao bé yêu? Wow. Cha, nó đẹp quá đi à. Một ít bụi không gian nè. Kỳ lân nhỏ của chúng ta rất vui. Giờ thì con sạch sẽ rồi nha. Ôi không. Chọn hộp sọ. Con nhện này quấn nó trong mạng nhện. Thêm màu mạ vàng. Cắt các lỗ. Thêm đèn led. Martha sẽ thích nó. Làm xương nhỏ. Trang trí hộp sọ của chúng mình với gai. Thật là ma quái. Martha, con có cần gối không nè? Dạ, gối đen. Làm sao con bé làm điều này được? Xin chào. Ồ, thật là bất ngờ nha. Vậy sao? Mình mang đến một món quà nè. Cái gì vậy? Đầu lâu sao? Ồ, con bé của chúng mình rất thích món quà này. Martha vui lắm. Đây là điều mình cần. Đột nhiên, hộp sọ bắt đầu nhấp nháy. Có vẻ như kỳ lân của chúng ta muốn căn phòng tối hơn. Cha, một chiếc đầu lâu kỳ diệu. Thật tuyệt vời. Làm đàn guitar. Phát thảo nhạc cụ này nào.
phủ nó bằng giấy xốp. Kéo dây nha. Cây đàn tuyệt vời này sẽ giúp trẻ em phát triển tài năng âm nhạc. Một nhóm nhạc đang diễn tập. Chà, cô nàng đâu rồi? Chúng ta còn phải đợi bao lâu nữa? Này, xin lỗi, mình phải giúp em gái mình trông con. Giới thiệu với chúng mình đi, bé kỳ lân dễ thương này là ai? Xin chào các cô. Con sẽ hát một bài cho chúng ta nghe chứ. À, chúng ta không có thời gian chuẩn bị đâu. Và ở đây có các bản nhạc nè. Wow, đừng nhấn bất cứ nút nào nha. Con nhất định sẽ thích cây đàn này. Nó lớn quá. Con nói đúng. Chúng ta cần một cái nhỏ hơn. Thật tuyệt mà. Wow, màn solo tuyệt vời. Xếp bánh quế. Kẹo dẻo ngọt thay cho hàng rào. Vặn kẹo dẻo khác. Đây là một chiếc củi. Hãy làm kẹo nào. Mềm như mây vậy. Thật là một chiếc củi ngọt ngào. Mẹ và chị gái vào quán cà phê. Ở đây mát quá nhỉ. Và quan trọng nhất là có sân chơi. Oh my god. Bạn cần để mắt đến đứa trẻ này. Cô bé đâu rồi ta? Đứa bé tinh nghịch. Có chiếc củi đặc biệt cho những đứa trẻ như vậy. Con có thích không nè? Tất nhiên là cô bé thích nó rồi. Củi này có thể ăn được đó. Mẹ ăn thử xem. Ngon quá. Hey, các con lại đây ăn đi. Shiny vui lắm. Đừng vội vứt hộp bìa cứng đi nào. Hãy biến nó thành đôi cánh nha. Vẽ và cắt đôi cánh. Chúng sẽ bồng bềnh như mây. Thêm lông đầy màu sắc, phủ cả hai bên. Trông chúng đẹp thật. Chúng ta cần cố định chúng. Vòng tay nhỏ có thể làm thắt lưng. Bỏ các phần thừa và buộc nó quanh eo. Giờ cánh đã được cố định rồi. Chúng sáng và lấp lánh ghê. Yeah, mình có thể bay rồi. May, mình nhớ bạn nhiều lắm. Suýt nữa quên mất. Bạn càng lên cao, gió càng mạnh. Đừng thổi băng đô của mình nha. Kỳ lân này không sợ gió đâu. Kỳ lân vũ trụ Sherry có phong cách rất khác biệt. Bạn ấy thích màu tối hơn và diện mạo vũ trụ. Hãy bắt đầu làm tóc thôi nào. Chọn ruy băng satin. Cắt và hơ một cạnh. Tháo chỉ ra. Tóc đã xong rồi nè. Dán keo. Vậy là trang điểm xong rồi. Cắt tỉa phần đuôi. Và buộc đuôi ngựa. Bọn mình cũng cần váy mới. Cắt hai mảnh vải có hình in. May mặt sau và mặt trước để làm body suit nha. Thêm kim tuyến vào các cạnh. Bọn mình cần nó thật lấp lánh. Wow. Bộ đồ vẫn chưa hoàn thành đâu. Sẽ đẹp hơn với váy lông vũ đấy. Làm băng đô từ vòng hộp màu. Xoắn đất sét nhẹ màu hồng và tím. Dán sừng. Vài bông hoa. Và đôi tai dễ thương vào vòng. Thêm kim tuyến. Và băng đô kỳ lân đã xong rồi nè. Hoàn thiện vẻ ngoài với áo blues. Phấn mắt bạn ấy tỏa sáng như vì sao. Son màu hoa cà rất xinh nè. Càng nhiều lông càng tốt. Đúng không Sherry? Đúng đấy. Kỳ lân vũ trụ điềm tĩnh và mơ mộng hơn bạn của mình. Nhưng bạn ấy cũng yêu mọi thứ lấp lánh. Chào buổi sáng, Sherry. Đến lúc dậy rồi.
Ôi, thời gian mình thích đã qua rồi. Chút nữa quên mất, hôm nay Lily sẽ đến. Mình cần chọn đồ phù hợp. Chúng ta có gì ở đây? Hai chiếc váy mà mình thích. Bạn đã thấy cái này rồi. Lily đã tặng mình váy sequin. Mình sẽ mặc nó. Nó rất hợp với túi của mình. Trong khi Sherry đang chọn đồ, Lily cũng cần phải chuẩn bị. Chúng ta cần bồn rửa. Ngựa pony sẽ được trang điểm lại. Loại bỏ kiềm tuyến và phủ sơn acrylic trắng lên cơ thể. Kỳ lân cầu vồng cần có đôi cánh cầu vồng. Cái ống này sẽ có ích đây nè. Sơn tất cả các màu sắc của cầu vồng. Phủ bóng xốp lên trên. Gắn ống vào ngựa và che điểm gắn bằng dây lấp lánh nha. Giờ thêm bồn rửa. Tháo nắp chai cũ ra và đặt vào cái ống. Xén phần nhựa đi. Chúng ta cần thêm bóng. Gắn phần của chai làm vòi nước. Bồn rửa cho kỳ lân đã xong rồi nè. Chào buổi sáng. Kỳ lân cầu vồng thức dậy từ khá sớm. Mình còn buồn ngủ. Phải rửa tay và tỉnh táo lên. Mình luôn cười khi dùng bồn rửa này. Đúng phong cách của mình luôn. Dùng quả địa cầu cũ để làm ghế cho kỳ lân vũ trụ thế nào? Cắt nửa quả địa cầu. Đánh bóng các cạnh. Dùng bọt biển để sơn màu phù hợp. Cắt hai mảnh vải từ áo phông cũ. Dán các cạnh và nhồi đầy bông vào nệm ghế. Đặt ghế mềm vào nào. Thoải mái quá. Có thể tưởng tượng nó trong phòng luôn nè. Sherry đặt ghế hình quả cầu ở nơi tốt nhất. Bạn ấy có thể đọc sách và uống cà phê ở đây. Mình đã bắt đầu đọc nhiều hơn kể từ khi tôi có ghế này đấy. Làm bộ chăm sóc răng nha. Ống hút trong suốt sẽ làm tuyết kem đánh răng. Dán nó và cắt bỏ một cạnh. Kem đánh răng xinh cho răng xinh luôn. Trộn chất nhờn và kim tuyến khác màu trong ống. Che bóng xốp lên trên. Thêm hạt cườm làm nắp. Dán nhãn. Và thế là xong rồi. Giờ làm bàn chải thân thiện với môi trường. Cắt một cây cầm từ thanh tre. Dán keo trên tóc của búp bê cũ và xén lại. Giờ kỳ lân cầu vồng có thể chăm sóc răng rất tốt rồi nha. Lily đánh răng 2 lần một ngày, vào buổi sáng và tối. Với bàn chải đẹp và kem đánh răng lấp lánh, việc làm sạch răng của bạn trở nên thú vị hơn rồi. Và nó còn rất tốt cho răng của bạn nữa. Sherry mơ ước được đi vào vũ trụ. Cùng làm ba lô từ đồ gọt bút chì cũ nha. Sơn vỏ bằng màu phù hợp. Gắn hai cục pin làm túi đựng khí. Thêm tua pin làm bằng nhựa. Thêm vài chi tiết. Vậy là xong rồi. Gắn các xoắn ốc từ dây buộc tóc bị đứt. Ta cần phần đính kèm chắc chắn cho ba lô này. Làm khung từ đồ khuấy cà phê. Làm nổi bật bằng màu không gian nha. Trang trí ba lô với cánh và nút vặn bằng hạt cườm. Cố định dây đai. Ngay cả người du hành thời gian cũng sẽ ghen tị với ba lô này. Nhìn ấn tượng ghê. Sherry muốn chạy thử nghiệm. Nó rất mạnh. Thích quá đi. Sherry, mình chưa bao giờ thấy ba lô như thế này. Từ
Tất nhiên, ba lô này được thiết kế riêng mà. Mình đã chờ cái của mình rất lâu. Và giờ mình có thể bay mà không cần cánh rồi. Ồ, âm thanh nó tạo ra nghe sợ quá. Các bạn cần lưới an toàn ha. Mọi thứ sẽ rất tuyệt, nhanh nè. Sherry, quay lại đi. Nhìn đi, cánh là lỗi thời rồi. Dùng khuôn mặt từ đồ chơi cũ, cắt một đoạn ống hút và gắn lên đầu, tạo một vài lỗ, trang trí với kim tuyến và hạt cơm. Lấy một ít ván để làm phòng tắm. Dùng bọt biển sơn màu phấn cho các tấm gỗ. Các màu này rất đẹp đó nha. Lắp ráp buồng tắm đứng. Thêm vòi hoa sen vào lỗ. Dùng nhẫn để làm móc treo khăn. Một phần nhựa từ cốc dùng một lần biến thành kệ trong phòng tắm. Phòng tắm đứng ấm cúng này thực sự làm bạn vui đấy. Sau khi đi dạo, Lily quyết định đi tắm. Mình mang theo khăn tắm rồi, có thể treo nó ở đây. Kỳ Lân cho quần áo của bạn ấy vào máy giặt. Và đã sử dụng dầu gội và sữa tắm của mình. Mình rất thích tắm. Giờ mình sẵn sàng tiếp tục ngày dài rồi. Cắt miếng hình bầu dục từ bìa cứng dày. Cắt cục tẩy hình kỳ lân như thế này. Dán nó vào nền. Sơn mọi thứ màu tím. Vẽ đồng tử và mắt. Cho vàng lấp lánh lên sừng nha. Phủ lớp sơn móng tay trong suốt lên phần nền và bờm. Rắc kim tuyến lên nha. Kiểu trang trí thế này phù hợp với mọi phòng luôn. Kỳ lân vũ trụ đã gặp bạn của mình. Lily đã mang quà cho bạn ấy. Sherry có bất ngờ cho bạn nè. Wow, kỳ lân đẹp quá đi. Treo nó lên tường nha. Cảm ơn, yêu bạn quá. Mình ngủ bao lâu rồi ta? Bụng cô nàng kêu lên vì đói. Cô cần ăn nhẹ. Cô nàng đang đi đến khu rừng. Hãy gặp ma cà rồng Gloria nha. Cô yêu màu đỏ. Không có gì ngạc nhiên khi cả áo cũng làm bằng vải này. Áo nịt ngực khóa bằng khóa dáng. Có vẻ như quần không hợp rồi. Ma cà rồng luôn đúng mà. Wow, váy da bó sát thật sự đẹp hơn rất nhiều đó. Chân cô nàng được bao phủ bởi tấm lưới. Còn thiếu thiếu gì đó. Thêm phần trên đi. Thắt vải đen như thế này. Nó sẽ là ống tay áo. Và ta có thể làm cổ áo bằng ren. Nhà thiết kế giỏi nhất của Lalilu đã tạo bộ đồ đặc biệt nè. Hoàn thiện trang phục với đuôi váy đỏ và đen. Thêm ren. Gloria đã sẵn sàng gây ấn tượng với công dân Lalitao rồi. Cô nàng cần bắt con mồi. Chú thỏ đây rồi. Được đó. Mình cũng có thể ăn sóc. Được quá đó nha. Nhưng động vật bắt đầu ném cà chua vào cô nàng. Ma cà rồng đã vô tình nuốt một miếng. Cũng không tệ. Mình sẽ không làm tổn thương động vật nữa. Mình không nên bắt chúng. Từ giờ mình sẽ ăn trái cây và rau màu đỏ thôi. Cần phải chuẩn bị nhiều nước ép cà chua đó nha. Đóng kín đáy hộp bằng keo nóng. Thêm nhãn. Hai gói nước trái cây tươi đã xong rồi. Lấy phần nhỏ của ống hút. Bấm mép. Thêm nắp. Và cắt bớt phần thừa đi. Tuyết tương cà chua luôn sử dụng dễ dàng. Và tương cà là phần thêm tuyệt vời đó. Quả mọng biến thành cà chua ngon lành với thân xanh. Giờ Gloria giữ chúng ở khắp nơi. Cô thậm chí còn ngủ với rau yêu thích nữa đó.
Đêm của mình bắt đầu với nước ép cà chua. Ngon quá. Gloria quyết định ăn sáng ở quán cà phê yêu thích. Có rất nhiều món ăn màu đỏ, nhưng mọi người thường bỏ chạy khi thấy ma cà rồng. Là máu sao? Mọi người chạy đi. Họ không biết Gloria giờ chỉ uống nước ép cà chua thôi. Mình bị dính nước cà chua lên trên mặt rồi. Stephanie đang đi picnic. Cô nàng khởi động xe màu hồng và đã bắt đầu cuộc đua. Thời tiết hoàn hảo để ra ngoài đó. Hãy đưa đất sét nhẹ cho đầu bếp bánh ngọt. Làm 3 sợi dây nhỏ, xoắn chúng và cắt thành từng miếng kẹo dẻo riêng biệt. Nhiều quá đi. Bọc chúng trong túi, thêm nhãn và trang trí với nơ. Ai đó sẽ có món ăn nhẹ dễ thương nè. Steffi đã đến địa điểm cắm trại, nơi hoàn hảo cho picnic. Cô nàng trải tấm chăn xuống. Mình sẽ ngồi đây. Kẹo dẻo yêu thích của cô đã bắt đầu tan chảy. Có nhạc sẽ vui hơn đó nha. Cành khô lại đây nào. Thắp lửa lên nha. Yay, ước mơ cả đời của mình là nướng kẹo dẻo đó. Đồ ăn dễ thương là bữa tối hoàn hảo. Có lẽ cô nàng sẽ mơ đẹp lắm đây. Ở đây đẹp quá. Wow, Steffi đang bay trên chú kỳ lân thần kỳ qua các đám mây bồng bềnh và cầu vồng nè. Giấc mơ đẹp quá đi. Hình như vải lấp lánh này được làm từ bởi kỳ lân thần kỳ đó. Phát thảo dáng và cắt ra một vài mảnh. Bộ trông suốt vừa vặn ghê. Các dải lông giả sẽ trang trí cổ áo và tay áo. Giày thể thao có đế thời trang đẹp mắt mà vui tai nữa. Làm tóc đuôi ngựa cao. Dây cột tóc nhìn hợp ghê luôn đó. Mỗi kỳ lân đều cần có sừng thần kỳ. Các quả pom pom phồng sẽ trang trí trang phục, tóc và dây. Sau lưng Steffi có đôi cánh làm từ lông giấy và đôi cánh lấp lánh khiến chúng tỏa sáng ngay cả trong đám mây dày. Nàng kỳ lân này có đuôi đặc biệt làm từ tóc giả nhiều màu với nơ xinh xắn. Không nhận ra Steffi luôn. Diện mạo mới đẹp quá đi. Khu rừng kỳ diệu quá. Sau khi tỉnh dậy, cô nhận ra mình như nhân vật trong truyện cổ tích yêu thích vậy. Wow, mình là kỳ lân nè. Tuyệt quá, tiếng ồn gì vậy ta? Khi nhìn xung quanh, Steffi thấy mọi người đang tập luyện. Chào, mình là Hannah. Mình là Steffi, bạn là vận động viên hả? Đúng, chắc bạn là kỳ lân. Chắc vậy, cùng nhau tập đi. Các bạn kỳ lân bắt đầu tập luyện. Và cô bạn giúp đỡ Steffi. Lần đầu vậy là tốt lắm rồi. Chúng ta cần uống nước. Các điện sấp này rất nhẹ, nhưng chúng sẽ tốt cho người mới bắt đầu tập luyện đó. Sơn màu đỏ và ghi khối lượng lên mỗi cái. Thêm đĩa vào thanh. Mình có thể luyện ngón tay luôn nè. Tập tạ là bài tập hoàn hảo để bắt đầu tập luyện. Hai hạt cườm và đoạn tâm sẽ tạo thành thiết bị đơn giản. Các thanh được đặt trên giá đỡ đặc biệt theo khối lượng của chúng. Chọn cái hợp với bạn nha. Mình sẽ lấy mấy cái này. Không quá nặng, nhưng cũng không quá nhẹ. Gloria cũng hướng đến lối sống lành mạnh. Chào, đây là nơi mọi người tập đúng không? Đúng rồi, mình sẽ chọn chương trình đặc biệt cho bạn. Huấn luyện chọn mức độ bài tập thể chất cho ma cà rồng. Chống đẩy. Tuyệt. Giờ hãy tập với bóng. Sau đó tập tạ. Và giờ là bài tập cuối cùng. Nâng tạ. Bắt đầu với một đĩa ha. Nhiều hơn nữa đi. Quá dễ dàng. Bạn nên tăng cân dần dần. Không, mình muốn ngay cơ. Ma cà rồng có thể nâng cả huấn luyện viên đó. Thấy chưa, làm được mà. Mình sốc quá. Quên là nó nặng lắm. Làm chân bồn tắm. Cắt nút chai như thế này. Là gì vậy? Móng ngựa sao? Sáng tạo ghê nha. Sơn nền trắng và móng guốc vàng.
trang trí với lông nhân tạo mềm, nhìn dễ thương ghê. Đến lúc lắp đặt bông tắm rồi. Trang trí hộp đựng bằng ri băng sáng màu và viên đá lấp lánh như pha lê phép thuật vậy. Cầu vồng kim tuyến cũng sẽ trang trí bồn tắm. Đúng là nơi thoải mái để thư giãn. Sau ngày dài tập luyện, Steffi đang thư giãn trong chiếc bồn tắm. Nước ấm và yên tĩnh nữa. Làm bồn tắm nha. Hộp đựng màu đen này đẹp hơn đó. Nắp vàng thay cho chân. Thanh lịch ghê. Gắn ống hút làm vòi nước. Ngay cả nút bấm cũng bằng vàng luôn. Làm bàn từ vải sisal lấp lánh. Lodia luôn tắm sau khi tập thể dục về. Cái gì? Hết nước rồi à? Đột nhiên cô nghĩ ra ý tưởng tuyệt vời. Sao không đổ nước cà chua vào bồn tắm ha? Còn một ít thôi. Mình sẽ lấy thêm. Một hộp là đủ. Cần thêm nước trái cây. Mình phải vắt nó ra. Điệu múa cà chua. Yeah. Ma cà rồng đang uống lại cocktail yêu thích. Tomato Mary. Nước ép cà chua ngon hơn nhiều với chút muối đó nha. Bồn tắm như vậy cũng sẽ tốt hơn. Đổ muối núi lửa, muối biển và cả muối Himalaya vào trong chai. Trình bày rất quan trọng nha. Nhãn, nơ và nút chai thiết kế. Mọi chi tiết đều hoàn hảo. Rodia đã tự chọn loại muối thích hợp. Chắc cô nàng rất thích tắm. Macaron quyết định thư giãn sau khi tập thể dục. Tí nữa quên mất muối biển. Thêm một chút. Nước ép cà chua bị gì vậy? Ngọn núi lửa cà chua nhỏ gần như tạo ra vụ nổ dung nham luôn. Mọi thứ đều tốt đẹp. Ai là người đẹp nhất vậy ta? Có vẻ như nhiều cà chua quá rồi. Mình đang biến thành quả cà chua luôn. Biết ra công thức làm bơm tắm nha. Club soda, acid citric và màu thực phẩm. Đổ vào khuôn silicon. Cần nhiều kim tuyến hơn nha. Đẹp quá. Đặt trái tim nhỏ vào trong túi. Kỳ lân này rất thích tự chăm sóc cho bản thân. Steffi có rất nhiều bơm tắm. Lại mình thích là trái tim dâu tây. Một cái không đủ đâu. Nhiều bơm tắm hơn sẽ có nhiều bọt hơn. Da mình sáng lên. Cơ bắp được thư giãn. Hoàn hảo. Bạn thích ai hơn nào? Kỳ lân dễ thương hay macaron quyến rũ? Bình luận phía dưới nha. Hãy like và đăng ký kênh La Lilu. Vẫn còn nhiều ý tưởng búp bê tuyệt vời lắm đó nha.